cuộc sống hạnh phúc. Năm ngộ nhận về bệnh ung thư, nhiều người hiểu sai nên việc phòng chữa bệnh không hiệu quả. Khi nói đến ung thư, nhiều người đã xanh mắt vì sợ. Chính vì điều này đã gây ra sự hiểu lầm rất đáng nghi ngại. Để phòng ngừa và chữa bệnh tốt hơn, bạn đừng bỏ qua thông tin này. Ung thư là căn bệnh có thể gây tử vong với tỷ lệ cao. Điều này là một thực tế khiến cho nhiều người khiếp sợ. Nhưng chúng ta biết rằng có những sự hiểu lầm lớn về bệnh ung thư khiến cho việc phòng ngừa và điều trị bệnh trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Theo chuyên gia ung thư, sau đây là 5 điều bạn có thể chưa hiểu rõ về bệnh ung thư nên tham khảo để việc phòng chữa bệnh được thuận lợi và hiệu quả hơn. Hiểu lầm thứ nhất, quan niệm rằng ung thư đồng nghĩa với cái chết. Theo các nhà nghiên cứu, ở các nước có mức sống trung bình, thu nhập thấp, thường có cái nhìn khá bi quan về bệnh ung thư. Ở những nhóm nước này, có khoảng 48% người cho rằng ung thư đồng nghĩa với cái chết, không có cách nào để điều trị. Chỉ cần có bệnh ung thư là họ nghĩ giống như nhận án tử. Ở những quốc gia có mức thu nhập trung bình, có khoảng 39% người có cùng cách nhìn nhận như trên. Ngược lại, đối với những người ở nước có mức thu nhập cao, chỉ có 17% có quan điểm đó. Quan điểm sai lầm này có thể ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của mọi người trong việc tham gia khám sàng lọc ung thư và cũng rất bất lợi khi phát hiện sớm và điều trị sớm ung thư. Trong thực tế, nhiều bệnh ung thư có thể được kiểm soát trên lâm sàng, khống chế bệnh hiệu quả và tỷ lệ sống cao. Hiểu lầm thứ hai, nhận định những tổn thương tiền ung thư chính là ung thư. Đặc điểm của bệnh ung thư là tiến triển trong thời gian dài, từ khi các tổ chức mô bị tổn thương hoặc xuất hiện bất thường cho đến khi ung thư phát triển. Có một giai đoạn ở giữa gọi là giai đoạn tổn thương tiền ung thư, tức là có sự bất thường nhưng chưa phải là ung thư. Những trường hợp tổn thương tiền ung thư thường gặp phổ biến gồm viêm cổ tử cung mãn tính, bệnh xơ nang, nhiều polyp đại tràng, viêm loét dạ dày mãn tính và viêm dạ dày teo, vân vân. Các tổn thương tiền ung thư không phải là ác tính, nhưng theo một số yếu tố, nó rất dễ dàng để trở thành ung thư, một dạng viêm loét phần mô cơ, và đây thực sự là điều đáng để nhắc nhở chúng ta phải chú ý. Do đó, chúng ta không nên đánh giá thấp các tổn thương tiền ung thư, đồng thời cũng không nên thay đổi sắc mặt khi nghe nói về những tổn thương tiền ung thư này khi đi khám. Đây là lúc bạn cần nắm bắt cơ hội để điều trị bệnh một cách tốt nhất. Hiểu lầm thứ ba, bệnh về khối u có tính lây lan, truyền nhiễm. Bạn cần biết một cách chắc chắn rằng bản thân khối u là không có tính lây nhiễm. Chỉ có một số khối u có liên quan đến virus, và những virus này có thể được truyền đi từ người sang người theo một cách cụ thể. Chẳng hạn như HPV có thể gây ung thư cổ tử cung, viêm gan siêu vi loại B hoặc viêm gan siêu vi C gây ung thư gan, virus AB gây ung thư mũi họng và các loại tương tự khác. Điều đặc biệt là bạn cần chú ý đến vấn đề cụ thể vừa nêu ở trên. Mặc dù các khối u không lây nhiễm, nhưng có một số loại virus có liên quan đến ung thư có thể lây lan. Vì vậy, cắt đứt các đường truyền của virus và tránh nhiễm trùng bởi virus gây ung thư có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của các khối u. Hiểu lầm thứ tư, tác hại của rượu liên quan đến ung thư là không đáng kể. Một cuộc khảo sát điều tra mang tính quốc tế trên 29.925 người lớn ở 29 quốc gia cho thấy, ở các nước thu nhập cao, Mỹ, Anh, Úc, Israel, v.v., người dân có xu hướng đánh giá thấp tác dụng gây ung thư của rượu và 42% tin rằng uống rượu không tăng nguy cơ gây ung thư. Ngược lại, 15% người ở các nước có thu nhập thấp và 26% các nước có thu nhập trung bình có cùng quan điểm trên. Số liệu khảo sát ở các nước có thu nhập cao cho thấy 59% tin rằng việc tiêu thụ lượng rau và trái cây không đầy đủ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc uống rượu quá nhiều. Thực tế, kết quả của nghiên cứu cho thấy hiệu quả bảo vệ cơ thể của rau và trái cây ít hơn tác hại của rượu. Mọi người nên duy trì một lối sống tốt, tránh xa các yếu tố có thể gây ra bệnh ung thư
như uống rượu và hút thuốc lá. Uống một lượng nhỏ rượu có thể tốt cho sức khỏe, nhưng nếu uống quá nhiều có thể dẫn đến ung thư thực quản, ung thư miệng, ung thư tuyến tụy, ung thư gan và ung thư dạ dày. Hiểu lầm thứ 5, tất cả các bệnh ung thư đều có thể di truyền. Ung thư thường có khuynh hướng di truyền, tức là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư có nhiều khả năng bị ung thư hơn. Xu hướng di truyền trong gia đình của bệnh ung thư có hai biểu hiện. Một là nhiều người trong nhà cùng mắc một loại ung thư, hai là có những bệnh ung thư khác nhau tích tụ lại trong các thành viên của một gia đình. Các nghiên cứu di truyền hiện đại đã chỉ ra rằng chỉ có khoảng 5% trong tất cả các bệnh về khối u ác tính có tính di truyền, và hơn 80% các bệnh ung thư là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố di truyền và môi trường. Ung thư không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố di truyền của nó, mà còn phụ thuộc vào việc có bao nhiêu chất gây ung thư và yếu tố tác động gây ra ung thư ở môi trường sống và thói quen sống của từng người. Chẳng hạn như những bệnh gồm ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư thực quản, ung thư cổ tử cung, v.v. có sự liên quan rất lớn đến thói quen xấu và các yếu tố môi trường sống. Vì vậy, ngay cả khi bạn thuộc diện có nguy cơ di truyền mắc bệnh ung thư, bạn cũng nên chú ý đến công tác phòng chống, tự chăm sóc, thay đổi thói quen và hành vi xấu, bạn cũng có thể thoát khỏi ung thư. Cuộc sống hạnh phúc. Chuyên gia thần kinh học mách bạn 7 điều đơn giản nên làm hàng ngày để cuộc sống trọn niềm vui. Có vô vàn mẹo nhỏ để có tâm trạng vui vẻ và tìm kiếm hạnh phúc mỗi ngày. Và đây chính là 7 mẹo và những giải thích khoa học từ chuyên gia nghiên cứu thần kinh học. Thứ nhất, hãy nói lời cảm ơn. Khi chúng ta cảm ơn một người, chúng ta sẽ hướng mình tập trung đến những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Một trí nhớ thoải mái sẽ thúc đẩy sản sinh serotonin, phân tử của sức mạnh ý chí trong vỏ não trước. Phương pháp này thường được áp dụng để chữa trị chứng chán nản. Thứ hai, giải quyết vấn đề ngay lập tức. Não của chúng ta không ngừng tìm kiếm giải pháp cho tất cả vấn đề khiến ta lo lắng. Điều này tốn rất nhiều năng lượng. Vì vậy, bất cứ khi nào não mệt mỏi vì phải tìm hướng giải quyết, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và tức giận. Mặt khác, những quyết định đúng đắn sẽ khiến não tự cảm thấy thỏa mãn với một loạt chất dẫn truyền thần kinh giúp dịu đi hệ thống liên đới, khiến ta thấy cuộc sống tốt đẹp hẳn lên. Vì vậy, hãy nhớ giải quyết vấn đề ngay khi có thể nhé. Thứ ba, đừng dồn nén, hãy nói ra hết những điều bạn phiền muộn. Quá trình vượt qua khó khăn và nói về chúng cần sự hoạt động của rất nhiều bộ phận trong não. Nhưng sau đó, cảm xúc tiêu cực sẽ có ít ảnh hưởng hơn. Khi bạn nói về vấn đề gây khó chịu cho mình, não sẽ kích thích sản sinh ra serotonin và thậm chí tìm đến những khía cạnh tích cực để giải quyết. Thứ tư, hành động. Với loài người, sự tương tác là vô cùng quan trọng. Rất nhiều loại hành động, đặc biệt là chạm, ôm, có thể khiến con người ta quên đi mệt mỏi nhanh chóng. Nếu bạn không có được những tương tác xúc giác này, não sẽ cảm nhận sự thiếu hụt này như cảm nhận nỗi đau thể xác vậy. Ngược lại, chỉ một cái ôm cũng có thể thúc đẩy quá trình cải thiện tâm trạng của bạn rồi đó. Thứ năm, học, học nữa, học mãi. Với não bộ, tiếp thu kiến thức mới đồng nghĩa với sự thích nghi liên tục với thay đổi môi trường. Khi não phát triển và được thông tin mới, não sẽ sản sinh ra dopamine, hormone tạo cảm giác dễ chịu và niềm vui. Nếu bạn muốn tìm kiếm niềm vui, đừng ngại trải nghiệm những điều mới mẻ. Thứ sáu, chơi thể thao. Hoạt động thể chất gây áp lực cho cơ thể, và khi áp lực được giải phóng, cơ thể bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên sẽ sản sinh ra một lượng dopamine. Phản ứng này cũng tương tự như thuốc phiện vậy, có thể làm giảm đau đớn và cải thiện tâm trạng. Thứ bảy, luôn cố gắng ngủ thật ngon. Khi ngủ, não chúng ta sẽ sản xuất ra melatonin, hormone có liên quan tới giấc ngủ và nhịp sinh học. Hormone này có tác dụng làm chậm lại tất cả quá trình diễn ra trong cơ thể, tái tạo và tăng lượng serotonin trong vùng dưới đồi của não.
Nếu não nhận thấy sự thay đổi ánh sáng trong khi ngủ, nó sẽ sản sinh ra hormone stress và đánh thức cơ thể. Hãy nhớ ngủ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày ở nơi ít ánh sáng nhé. Cuộc sống hạnh phúc, chủ quan với dấu hiệu đau bụng, 32 tuổi đã bị ung thư giai đoạn cuối, không thể điều trị. Mới 32 tuổi, đau bụng nhưng chần chừ không đi khám, đến khi quá đau vào viện thì được phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Đây là ví dụ đau lòng mà bất kỳ ai cũng cần rút kinh nghiệm. Sự chủ quan có thể đánh đổi mạng sống. Tô Tiểu Doãn, 32 tuổi, người Hàng Châu, làm công việc văn phòng, mới đây được chẩn đoán bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Khối u lưu trú không còn khả năng điều trị. Trước đó 4 tháng, Doãn cảm thấy đau bụng, bệnh tình tiến triển quá nhanh khiến mọi người đều phải hắt tiếng thở dài. Từ vài năm trước, Tiểu Doãn đã có cảm giác bản thân hơi khó chịu ở vùng bụng, có vẻ như là đau bụng. Nhưng có lúc đau lúc không, có lúc lại khỏe mạnh bình thường, mấy lần đau xong đều tự khỏi. Do nghĩ rằng bản thân có không ít kinh nghiệm trải qua chuyện này nên nghĩ rằng cảm giác đau bụng đó xảy ra là chuyện bình thường. Bên cạnh đó, dựa vào sức trẻ, Doãn cũng ít khi chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Trong bản xét nghiệm cho thấy, Doãn đi ngoài có dính máu trong phân, nhưng trước đó cô hầu như không quan tâm đến việc khám nghiệm, càng không quan sát tình hình đại tiện của bản thân thay đổi ra sao. Không ai có thể ngờ vừa biết bệnh đã đón nhận bi kịch. Một câu hỏi đặt ra cho hầu hết mọi người đó là, sự cố đột ngột này có thể tránh được không? Hầu hết các bệnh nhân bị ung thư đại tràng khi được phát hiện đều đang ở giai đoạn giữa và cuối. Có hai lý do chính liên quan đến kết quả đáng buồn này. Thứ nhất, đây là căn bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Người bệnh sẽ không có sự quan tâm hoặc không chú ý đến. Không phát hiện sớm thì đương nhiên sẽ bỏ qua thời điểm điều trị tốt nhất. Lời khuyên dành cho bạn là nên để ý kỹ bản thân mình hơn. Khi đi ngoài máu trong phân, đau bụng dai dẳng, trọng lượng giảm là đã phải đi khám. Thứ hai, xuất phát từ nguyên nhân thiếu kiến thức, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả. Nhiều người chưa ý thức được sự nguy hiểm của bệnh để chăm chỉ khám bệnh sàng lọc định kỳ. Lời khuyên dành cho bạn là nên khám bệnh tổng quát hàng năm để phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả, nếu phát hiện có thể được điều trị sớm. Xã hội hiện nay đã phát triển hơn trước, đi kèm theo đó là những hệ lụy về sức khỏe. Tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng cũng tăng lên qua các năm, đặc biệt là các vùng kinh tế phát triển. Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Dịch bệnh Quảng Châu cho thấy, ung thư đại trực tràng có tỷ lệ mắc bệnh là 34 trên 10 triệu. Mỗi ngày có thêm 7,5 người được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng tại nước này. Ngoài ra, tuổi khởi phát bệnh ngày càng trẻ hóa, đặc biệt phổ biến ở nhóm người khoảng 45 tuổi. Gần đây, một bé gái 11 tuổi ở Nam Kinh cũng đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Lúc đầu, cha mẹ bé nghĩ rằng đó là bệnh tiêu chảy thông thường do ung thư đại trực tràng rất hiếm xảy ra ở trẻ em. Điều này cho thấy việc bị ung thư giờ đã trẻ hóa và đáng được quan tâm kể cả với trẻ em và thanh niên. Phải đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời. Nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn các ca ung thư đại trực tràng đều phát triển từ u tuyến, vốn lành tính chuyển hóa sang ác tính. Thời gian phát triển từ khối u đến ung thư mất từ 7 đến 15 năm. Trong thời gian đó chính là cơ hội để chúng ta có thể phát hiện sớm và điều trị sớm. Theo số liệu thống kê, nếu được phát hiện bệnh sớm, tỷ lệ bệnh nhân ung thư đại trực tràng sống sau 5 năm đạt 90%. Khi khối u đã tiến triển thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ còn dưới 70%. Nếu có thể loại bỏ mầm bệnh ở giai đoạn polyp thì có thể tránh được sự tiến triển thành khối u ung thư. Khi vết thương nhỏ thì sự đau đớn nhẹ, tỷ lệ điều trị can thiệp cao, giảm chi phí điều trị. Theo báo cáo ung thư Mỹ năm 2017,
tỷ lệ tử vong chung của bệnh ung thư đã giảm 25% trong hai thập kỷ qua. Trong số đó, việc thúc đẩy khám sàng lọc ung thư đã góp phần cho kết quả đó. Đối với những người trẻ dưới 45 tuổi, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đi ngoài có máu trong phân hoặc chất nhầy, táo bón, tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi, v.v. thì cần phải theo dõi kỹ càng. Nếu các triệu chứng trên đột nhiên xuất hiện và nếu bạn là người có một số yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình bị ung thư, bệnh viêm ruột, chế độ ăn uống giàu chất đạm, chưa thường xuyên khám kiểm tra trực tràng thì nên theo dõi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.